Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em nha. Sáng nay thì em tiếp tục giới thiệu với mọi người là một vài gọi là những cái nón sắt cũ thời xưa của Mỹ nha. Ở đây thì em có hai màu nè, mọi người thấy không? Một cái màu xanh là màu xanh nhạt nè, màu xanh lá, màu xanh ô liu đó, màu xanh nhạt. Còn cái này là màu xanh đậm. Đây gọi là màu xanh nhà binh của Việt Nam nha. Những cái màu xanh đậm đậm á gọi là màu xanh nhà binh của Việt Nam. Còn cái màu xanh nhạt nhạt này gọi là xanh ô liu của Mỹ. Thì lý do tại sao là cùng một cái nón sắt Mỹ, tức là hai cái này nó cùng một loại nha, nhưng mà nó có cái màu sơn khác nhau thì lát nữa em sẽ giải thích nha. Rồi em giới thiệu đây, đầu tiên là đây là một cái nón sắt Mỹ thời xưa nha. Đây là cái lớp vỏ trong cái bộ nón M1 của Mỹ thời xưa. Lưu ý em, đây là cái nón sắt nha, cái lớp vỏ ngoài của cái nón bố. Tức là nó là một phần trong cái bộ nón M1 của Mỹ thời xưa. Nhiều anh em hỏi là cái nón sắt này có đội được không? Thì nếu mà không có cái nón bố bên trong là mình sẽ không đội được nha, tại vì bên trong nó không có dây, không có gì hết. Đây, nếu mà muốn đội được đúng không, mình phải có một cái lớp lót ở bên trong, lớp liner ở bên trong nè. Đây là cái nón bố, nón phíp của Mỹ là cái lớp lót ở bên trong đó. Hồi xưa Mỹ người ta đội á là nó phải có một cái lớp lót ở bên trong như thế này nè thì người ta mới đội được nha, chứ còn không có lớp lót nón sắt không á thì chắc chắn sẽ không đội được, tại vì nó không có cái gì bên trong hết. Nó không phải như cái dòng nón của Liên Xô. Nếu mà cái nón Liên Xô thì người ta đóng cái dây trực tiếp, nón Liên Xô là người ta đóng cái dây trực tiếp lên cái nón sắt này luôn. Còn cái nón của Mỹ là nó không đóng trực tiếp, nó chỉ đóng vào cái lớp nón bố hoặc nón phíp bên trong đó. Đây là cái lớp liner bên trong. Thì hôm nay em giao lưu với mọi người là cái nón sắt thôi nha, chứ không bán cái nón bố nha. Đây, tức là hôm nay là em giới thiệu cái nón sắt này thôi. Đây là cái lớp vỏ sắt ở bên ngoài. Thì nón này nó đã cũ rồi và nó đã được sơn lại rồi nha. Tức là nón này là nón cũ và đã được sơn lại. Cái này là quân đội Việt Nam mình sơn lại nha, hàng quân đội mình sơn lại. Chứ còn màu rin của nó là màu này nè. Đây, màu rin của Mỹ nó sẽ là màu này. Còn cái này là màu nhà binh của Việt Nam mình đã sơn lại. Thì những cái nón này nó cũ cũ và nó có nứt nghẽ nha. Nó cũ cũ và nó có nứt nè. Đó, mọi người nhìn thấy nè, nó nứt nè. Đó, nó có một đường nứt nè, thấy không? Cái này thì không thấy đường nứt nè, nhưng mà nó có bị tróc một cái đuôi ở đây. Đó, như cái này nè, nó có nứt nè. Thấy không? Mọi người thấy nó có nứt không? Nứt đường nè. 1 2 3 4 5 6. Thì cái này nó cũ nè, cái dòng nón Mỹ, dòng nón sắt Mỹ nó cũ rồi thì nó sẽ bị nứt. Thì hôm nay em bán giá thanh lý cho mọi người một cái là 300.000 cộng với tiền ship 30.000. Giá là 300.000 một cái cộng tiền ship 30.000. Nếu mọi người chuyển khoản thì bên em bao ship, còn nếu nhận hàng trả tiền á thì mọi người chịu ship giùm em 30.000 một cái. Đó. Thì bây giờ nó cũ như thế này thì mình mua về mình làm gì? Thì cái này á thì anh em hay mua về mình cắt ra để mình làm cái dao cạo mũ cao su. Tức là mua về làm cái dao cạo mũ cao su rất là bén nha, tại vì cái chất liệu thép của cái nón Mỹ á, nó cực kỳ là tốt, nên là làm dao cạo cao su nó rất là bén. Và nón này là chất liệu bằng thép, nhưng mà đặc biệt của nó là 500 nó sẽ không hít nha. Chất liệu bằng thép nhưng mà 500 nó không hít. Đây, ví dụ đây là một cái búa 500 này, một cái búa 500 ở đây nè, ở cái quai này đúng không? Cái quai này là của cái sợi dây bi nè, đó, nó hít nè, mọi người thấy không? Thế nhưng mà qua cái nón sắt nó lại không hít đó, mình thấy không? Mọi người thấy không? Nó không hít nè, nó không hít nha. Tức là cái nón sắt này nó đã được khử từ tính. Tất cả các nón sắt của Mỹ đều đã được khử từ tính, cho nên nó sẽ không có hít 500. Còn khử từ tính để làm gì thì em cũng chưa biết. Nhiều khi chắc để tránh, giống như tránh bị radar phát hiện hay là cái gì đó. Nên là Mỹ người ta khử luôn cái từ tính, nó không còn hít nha. Chất liệu thép nhưng mà lại không hít 500. Đó, cái này thì 3-4 cái nó dính chùm với nhau nè. Đó, nó không hít nè. Cái dòng này thì cái nào nó cũng nứt nha. Cái nào nó cũng nứt nè, mọi người thấy không? Nứt. Nói chung là cái nào nó cũng bị nứt vậy đó. Thì em bán giá là thanh lý là 300.000 một cái. Mọi người mua về làm cái dao cạo mũ cao su nè, hay là mình thích thì mình về mình sơn lại, mình trang trí sưu tầm gì cũng được. Hoặc là rất nhiều anh em mua về mình trồng lan nha. Tại vì ở đây nó có hai cái khoen sẵn nè để mình móc, mình trồng lan á. Thì mình khoan mấy cái lỗ dưới này nè, khoan mấy cái lỗ dưới này để nó thoát nước, còn lại mình treo lên mình trồng lan. Em đã thấy trong các quán cà phê hay là ở những cái vườn lan á, người ta đã trồng rất là nhiều bằng cái nón sắt này.
tức là người ta lấy cái này người ta thay cái chậu lan đó, nhìn nó rất là độc lạ, rất là nói chung là rất là độc lạ nha, khá là hay, nếu một ý tưởng đó khá là hay ạ. Rồi xin chốt lại là nón sắt này thì giá 300 ngàn một cái cộng tiền ship đó. Còn đây là cái sơn rin của Mỹ nè, đó đây là một cái còn rất là mới và sơn rin của Mỹ đó, 500 nó sẽ không hít nha, đó hàng của Mỹ 500 nó sẽ không hít. Hàng sơn rin thì nó sẽ còn sơn cắt nhám như thế này, mấy cái này á Việt Nam mình sơn lại rồi cho nên là mình sẽ đánh bay hết cái lớp cắt nhám và đánh bay hết cái lớp sơn rin, nên là mình sơn lại cái màu này nên nó sẽ không còn cái gác nhám nữa nha. Cái này em bán về cho anh em nào thích sưu tầm chơi thì sưu tầm, không thì mình cắt ra mình làm dao dao cạo mũ cao su hay là mình trồng lan gì đó cũng được nha. Giá công khai 300 ngàn một cái cộng tiền ship 30 ngàn. Và mọi người quan tâm thì liên hệ với em là 0983 880 344. Xin cảm ơn mọi người nha.